Chào các bạn đã đến với những video về học hát nhanh của tôi. Tôi là thầy Phong Hay Nói. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu làm sao để hát có cảm xúc hơn. Các bạn chắc chắn với tôi một điều rằng là hát mà nếu như không có cảm xúc thì nghe chán lắm. Vậy làm sao để chúng ta có thể hát có cảm xúc? Đầu tiên tôi xin khẳng định với các bạn rằng trong mỗi người chúng ta đều có cảm xúc. Chúng ta đều có một trái tim, những trải nghiệm và suy nghĩ khác nhau. Vì vậy chúng ta đều có những cảm xúc khác nhau. Chúng ta chỉ khác nhau ở chỗ một số người rất dễ dàng thể hiện cảm xúc của mình và một số người thì lại rất khó thể hiện cảm xúc của mình. Vậy làm sao để có thể thể hiện được cảm xúc ra ngoài và cụ thể hơn đó là cảm xúc vào trong bài hát? Đầu tiên, tôi cần các bạn hãy tự tin lên và loại bỏ tất cả những áp lực trong cơ thể mình. Khi chúng ta bắt đầu hát một ca khúc hay chúng ta đứng trước đám đông để thể hiện một suy nghĩ của mình thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ rất lo lắng và đang có một tí gì đó áp lực trong cơ thể và điều đó sẽ khiến cho chúng ta khó thể hiện được cái cảm xúc của mình. Đầu tiên, hãy suy nghĩ, hãy tự tin và loại bỏ áp lực đó ra ngoài. Tôi sẽ chỉ cho bạn một phương pháp để loại bỏ áp lực. Hãy suy nghĩ là mình cần loại bỏ áp lực này ra ngoài. Sau đó tìm một không gian riêng tư, có thể là một góc nào đó, hoặc cũng có thể là bạn vào nhà vệ sinh. Sau đó bình tĩnh suy nghĩ, áp lực như thế có giúp gì được cho mình hay không? Mình cần phải loại bỏ nó ra khỏi cơ thể để mình có thể trải cái cảm xúc của mình hay hơn. Và tiếp theo là hãy nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, đưa hơi vào trong cơ thể và sau đó nhẹ nhàng đẩy hơi ra ngoài từ từ và đẩy luôn kèm theo là những cái áp lực, những cái khó chịu, những cái lo lắng, đẩy luôn nó ra ngoài theo hơi thở. Nếu một lần không được thì hãy lần thứ hai từ từ và sau đó thở ra. Cứ tiếp tục làm như thế từ 5 tới 6 lần, tự động áp lực trong cơ thể bạn sẽ giảm xuống, lo lắng bắt đầu sẽ giảm dần. Bước 2 là chúng ta đưa cảm xúc ra bằng giọng hát. Để đưa cảm xúc ra bằng giọng hát, bạn hãy hát thật nhẹ nhàng. Tôi sẽ làm mẫu cho bạn với ca khúc Như Những Phút Ban Đầu. Nếu nuối tiếc tan trong bao tiếc nuối, để yêu thương xa thân xa. Nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa, và thời gian sẽ qua. Cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt, để ngày mai đều không giấu muộn màng. Và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ hồ. Các bạn thấy thế nào? Nó rất đơn giản phải không? Chỉ cần các bạn thi thầm hát một cách thoải mái nhất, nhẹ nhàng nhất và đặt tâm trạng của mình vào trong đó, chắc chắn các bạn sẽ có được một cảm xúc rất hay. Bước thứ 3, tạo nên những cảm xúc kích thích và ấn tượng trong bài hát. Lúc này đây, các bạn cần phải hiểu cực kỳ rõ về bài hát của mình. Khúc nào các bạn cần nhẹ, khúc nào các bạn cần mạnh và khúc nào các bạn cần thả lỏng để tạo nên những cái điểm nhấn trong bài hát đó. Tôi lấy một ví dụ. Khúc này tôi sẽ đưa cái cảm giác thơ mộng lãng đãng vào trong bài hát. Hoài niệm rơi trong nỗi buồn, hay là tan trong lỡ làng. Cuộc đời như con nước cuốn, trôi dạt về đâu, về đâu. Các bạn có cảm giác được không? Tôi đưa cái cảm giác lãng đãng vào trong bài hát. Tôi nhấn nó vào từng từ để cho nó tạo cảm giác lên. Đừng để những ký ức là tiếc nuối, đừng để yêu thương này xa khuất chân trời. Các bạn thấy tôi đưa chữ sao, nó tạo nên cái cảm giác là xa xôi và xa xăm. Đừng để yêu thương này xa khuất chân trời, đừng để ta tan trong. Tôi sẽ đưa cái cách hát để thể hiện lên sự tan chảy. Đừng để ta tan trong con sông buốt xa, cô đơn giữa muôn trùng quên lãng. Khúc này tôi sẽ đẩy lên để tạo nên cảm giác kích thích chuyển đoạn qua phần điệp khúc. Cô đơn giữa muôn trùng quên lãng. Tiếp theo tôi sẽ giữ cảm giác chữ quên lãng đó và đưa hẳn qua bên phần điệp khúc để tạo nên cảm giác cao trào.
Dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi nơi này, tôi đã tạo nên chữ mong manh dễ vỡ bằng cách thả lỏng, thư giãn. Dù cho bao mong manh mãi nơi này, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, dù nỗi đau tôi đã cố tình nhấn chịu đau để cho bài hát trở nên đau đớn hơn. Dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Khúc này tôi sẽ đưa cái cảm xúc lên để chuyển đoạn vào phần tiếp theo để cho cái cảm giác bài hát nó được tiếp nối. Ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Và sau đó dẫn tiếp câu chuyện vào: Này người yêu ơi, xin tan trong vòng tay. Tiếp tục là tan, tan chảy. Này người yêu ơi, xin tan trong vòng tay, giữ chặt nhau cho yêu dấu đông đầy. Tôi nhấn vào chữ yêu dấu để tạo nên sự da diết và sự quyến luyến. Nếu thời gian dừng lại nơi đây. Khúc này tôi đặt nhẹ cảm xúc vào từ đây để cho cảm giác giống như là được níu lại. Nếu thời gian dừng lại nơi đây, trở về những phút giây ban đầu. Cảm giác quyến luyến được tiếp tục với từ trở về những phút giây ban đầu. Đúng vậy, chúng ta muốn có một bài hát có nhiều cảm xúc, chúng ta phải thay đổi liên tục từ cảm xúc này qua cảm xúc khác. Chúng ta cần phải rất là linh hoạt trong việc xử lý từng câu từ trong bài hát. Vì vậy, hãy thuộc lời thật kỹ, hãy thuộc âm nhạc thật kỹ và sau đó thả hồn vào trong bài hát. Kèm theo 3 bước mà tôi vừa chia sẻ cho bạn, chắc chắn các bạn sẽ làm được và hát hay hơn, nhiều cảm xúc hơn. Xin chào và hẹn gặp lại, tôi là thầy Phong Hai Nốt. Và nếu như các bạn cảm thấy hứng thú, tội gì mà không like và share và nhấn vào chuông để đón xem những video tiếp theo. Tôi sẽ thường xuyên làm những video như thế này để có thể chia sẻ nhiều hơn những kiến thức âm nhạc đến cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.